ngu quá, bắn mày, mày không thằng ra cướp nè. Trời ơi, trời sáng rồi đó hả? Trời ơi, tôi cũng bao lâu rồi trời ơi. Tôi chỉ nhớ là hôm qua tôi đi chơi lâu lắm, tôi đi chơi về cũng hơi là khuya chứ không phải ít đâu. Trời ơi, hôm qua đi chơi 9-10 giờ tôi về ở nhà rồi đó. Mà tôi sao nay ngủ mới có xíu, trời sáng lẹ vậy? Mấy giờ rồi ta? Trời ơi, hình như bây giờ mới có 11 giờ trưa à. Trời ơi, chơi đâu mà sáng lẹ vậy trời ơi, ngủ chưa đã gì hết à. Mệt ghê á. Hôm nay là phải dậy sớm nữa. Dậy sớm mới làm gì, giúp ông già làng làm việc của ông nữa. Chán ghê á. Không biết hôm nay bên bộ phận giao hàng cái giao hàng cho mình review mod thì cho lại lẹ đi chứ hả, ngủ mê này mệt lắm, mới ngủ dậy nữa ông già làng không nói gì hết đó. Trời ơi. Và ok, đây là cảm ơn cho mình nha, cái đi đây. Như bạn là fan mới tới kênh của mình á, hãy cho mình một đăng ký nha. Và bạn nào muốn nhận được những thông báo mới nhất á về video của mình á, ấn nút cái chuông giúp mình. Như bạn nào là fan của mình á, hãy cho mình một like. Như các bạn hãy giúp mình mở ra từ 5-6 giờ quảng cáo mọi người ơi, ấn quảng cáo giúp mình nha. Để coi cái gì mình làm những video mới nhất hay hơn cho tương lai nha mọi người. Cảm ơn rất là nhiều. Đó. Thì mọi người ơi, hôm nay mình vừa mới ngủ dậy mọi người. Hôm nay ăn chơi Noel nhiều quá nên hôm nay mình mới dậy, mình lại mình làm video tiếp. Thì không biết hôm nay là bên bộ phận giao hàng á có giao hàng gì cho mình không nữa. Tại vì hôm nay mình nhớ rằng á là ông nhà ông kêu mình phải đi xuống dưới trước nhà để làm đồ vậy mọi người. Mà nói chung là rắc rối lắm. Thôi, chắc là không nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi mọi người ơi, đi thôi nào. À, thì hôm nay á gọi là sao ta? Để cho hưởng thụ cái việc gọi là không khí Noel đúng nghĩa mọi người. Mình đó hả, nhờ ông già làng trang trí một đống rồi mọi người thấy không đó, gương đồ Noel hết rồi mọi người thấy không đó, mọi người thấy đẹp không, quá trời luôn mọi người thấy không, đẹp lắm luôn á đó. Nói chung là dạo này ăn cho nên hơi bị nhiều cho nên là mình vẫn còn hơi bệnh không mọi người thấy không. Trời ơi trời, ông già làng này đi xuống dưới nhà còn không biết á hả, để đóng cửa này ăn trộm vô lấy hết kim cương lại bắt đầu than. Mình kia xem còn ở đây còn than không à, ở đây đi xem ăn còn không nữa. Trời đúng rồi, còn cho nên là còn ăn mình lấy ăn cái đó. Ông này cũng mệt ghê nha, lần nào hả đi cũng than mất đồ, mà khi đi ra khỏi nhà không hề biết đóng cửa đó, để hả ăn trộm cướp vô lấy đồ mà bắt mình đi quýnh lộn mà đi lấy đồ lại chỗ mà đúng là mệt thiệt á. Thôi rồi mình đóng cửa lại mọi người ơi, mọi người nhớ nha, cần tính chức tới nơi rồi mọi người phải đóng cửa lại cái kiểu chứ thôi là ăn trộm vô nó ăn cắp đồ mệt lắm á, nguy hiểm lắm. Thôi bây giờ mình đi xuống dưới nhà mọi người. Đây con mèo, đây con mèo mới nuôi của mình mọi người thấy không, đây một chú mèo trắng. Ê đừng chạy chú em ơi, đây là con mèo của mình mọi người thấy không. Con mèo của mình đang đắp sau cái cây nè. Ok ok đi thôi nào mọi người. Trời sao không hiểu ông nhà làng ông rảnh ghê nha, ở trong nhà bên kia thì ông không đóng cửa, ông đã đóng cửa ngoài giờ chắc ông trộm vô nhà, cứ cáo lên cái gì cũng trộm vô nhà rồi. Thôi chung này xuống dưới kia đã, hy vọng là không có ông nhà làng ở dưới, thì có ông nhà làng ở dưới chắc là làm nhiệm vụ, còn mà không có nhà làng ở dưới á là bộ phận giao hàng bên Tikitaka hay là Shopee gì mọi người, người ta sẽ giao hàng cho mình đó, cũng khá là hay ho. Ok đi nào, nhà làng dưới kia xem có ai đó nha mọi người, hy vọng là sẽ có bộ phận này. Rồi xong, bóng dáng người quen quen, bóng dáng này, mái tóc trắng này, cái áo trắng này, cái quần nâu nâu này, chị có thể là ông già làng không mọi người? Ông già làng ơi, ông già làng này thiệt sự ông luôn á, con lạy ông, tại sao ông biết rằng là nhà mình bị ăn trộm vô nhà, nhà này có mấy thằng phá khách ăn trộm vô nhà mình mà ông lúc nào ông cũng hả đi ra ngoài không đóng cửa vậy, là con bực tới cái độ này rồi, rớt xuống nước mấy lần rồi ông biết không? Ông càng ngày càng gọi là lơ đãng, quên không được đâu, mất đồ mất kim cương lại bắt con đi làm nhiệm vụ là lắm công thức thôi nha. Trời ơi, không cảm thấy cái đi này, ta già ta lú đỡn rồi, ta hả lú lỡn rồi, theo ta lú lỡn rồi, cái đầu ta không còn mụ mị rồi, không còn như trước nữa, cho nên là người không cảm với ta. Thôi bây giờ ta cái trò này hay lắm nè, giờ muốn làm không? Trời ơi, trời vui hả? Dĩ nhiên rồi, con cái đi ham vui mà không? Ông muốn con chơi là gì? Dạ ông đi uống lì xì đúng không? Ông muốn con chơi đúng không? Chứ lì xì ăn tiền nhưng bữa con chơi cần chơi đây đúng không? Con còn nghi lắm đúng không? Trời ơi, trời thằng này tiền bạc hoài. Thì ta vừa chế tạo được một bộ giáp, giáp này hay lắm, hay cực kỳ hay luôn. Nhưng mà hả tôi thiếu một bộ phận quan trọng rồi, nên muốn những người đi lấy giúp được không? Rồi lại lấy giúp xô 100% là kiểu gì cũng phải đi huấn lộn đúng không, chứ nó lưu lộn chắc chắn đúng không, con nghi lắm đuôi lộn đi huấn lộn mà đúng rồi đó con trai, huấn lộn đó con trai. Nhưng mà yên tâm đi, khi mình lấy được giáp này thì chắc chắn là sẽ vui luôn, cho nên hãy tin ở ta đi. Rồi ok con sẽ tin nó không, rồi con tin nó không luôn đó. Giờ con giờ có làm gì hết không? Thì bây giờ hãy mở cái gương ở đây, cái gương kêu anh ta là cái hộp quà mở ở đây. Rồi đây con mở ra nha. Ồ cái gương hay, mọi thấy không? Ông nhà làng bây giờ ông hưởng Noel đó mọi người, hưởng Noel, tuy Noel qua được 2 ngày rồi. Đó, ông làm nguyên hộp quà bằng nguyên cái gương đồ bằng hộp quà Noel đúng không mọi người thấy không? Đó hơi bị hay nha. Ok. Ồ, gì vậy?
Reaper chết lại. Ủa sao? Ôi mới ở đây có mấy cái đồ dùng ngon này, có súng đồ này nọ nè. Con xài cái này không? Con có được xài không? Trời ơi, chưa có được xài. Khi nào ngươi hả lấy ra tay đi về được cái bộ phận cuối cùng á thì cũng được xài cái này, hiểu chưa? Bây giờ hả, ngươi mặc vô cái giáp sắt vậy, cái kiếm sắt đi. Trời ơi, ok. Ủa mà sao không phải là giáp kim cương, kiếm kim cương? Ông về lại nhà mình hết kim cương rồi hả? Con nhớ hôm qua là ông mới đem giờ xong mấy viên kim cương mà giờ hết hết lẹ vậy. Trời ơi, nói nghe đi, lấy ra lấy mặt vô đi. Rồi rồi, ok không hỏi nữa, ông khó quá. Rồi đó, vậy mặt vô nè. Trời mệt ông ghê luôn nha. Đó mặt vô đó, giờ ông muốn, giờ ông không phải làm gì đó, mặt vô nè. Rồi thì bây giờ cái bộ phận cuối cùng là bộ giáp mà ta đang nói mà ngươi vừa thấy ở trong cái gương đó, là cái giáp đầu lâu, là cái mặt nạ đầu lâu. Mà mặt nạ đầu đó bị cái thằng tên bị cái tên gọi là kẻ giữ cổng địa ngục á nâng cấp mất tiêu rồi. Giờ tao muốn ngươi hãy qua đó đánh bại nó và lấy cho ta về cái bộ giáp đó, cái mũ đầu lâu đó. Ngươi xin mặc bộ giáp này rồi, hiểu hiểu ý đó chưa? Rồi ok, hiểu rồi. Bây giờ mặc bộ giáp này đi qua bên kia quýnh cái kẻ giữ cổng địa ngục để lấy về cái đầu lâu để mà lấy được cái mũ bảo hiểm, đúng không? Vậy hiểu đúng không? Rồi đúng rồi đó, người thông minh sáng dạ, giờ đi lẹ đi để rồi tính tiếp. Rồi ok, đang đi. Giờ mọi người ơi, hóa ra bây giờ mình phải là kẻ gọi là làm cu ly. Mọi người, ổng bị mất đồ, ổng bắt mình đi quấn lộn lấy đồ giùm. Thôi kệ đi, bỏ qua đi. Giờ chúng ta cứ việc đi tìm thêm cái thằng kẻ giữ cổng đi cục nó nằm đâu. Mọi người, mình nghĩ chắc là nó sẽ gần ở gần đây á, tại vì theo mình được biết á thì giờ cái đêm Noel đó mọi người, tự nhiên có một cái tia sáng cực kỳ lạ luôn xuất hiện ngay nhà mình. Và tại đâu một cổng địa ngục của đó, mình nghĩ chắc chắn là hay là sẽ có tên giữ cửa được vào cổng địa ngục đứng đó. Mọi người, mình nghĩ là vậy á. Coi xem hắn ở đâu nha. Rồi sau này mình đi chậm như ta à, cái này đâu, đúng rồi, à đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình ăn thịt cày là đủ má, phải full đồ ăn mới giữ được à. Ok giờ mình đi quay, mình muốn lộn, đúng rồi nè mọi người ơi. Hay à, cái cổng địa ngục nè mọi người ơi, trời ơi, nó mang nhát vàng rồi hai kiếm như Kirito như thế này, quấn sâu lại. Tôi mang giáp sắt, không phải kiếm, không phải giáp kim cương, kiếm kim cương nữa, khổ ghê á. Rồi ok rồi, lo mọi người ơi. Hy vọng nào quýnh nó là sẽ rớt ra. Ồ, nhìn cái này đẳng cấp nha, nhìn nó đang quay vô mọi người, nó đang quay vô cái cổng địa ngục mọi người. Giờ để mình nó có kiếm cương xong xài kiếm cương, ta sẽ lại xài kiếm sắt. Ồ, đi khỏi nha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ gặp, giờ nó không thấy mình nè mọi người. À thấy mình rồi mọi người. Bật câu luôn. Hy vọng mình sẽ ăn nó được. Mày không muốn người ta đâu không? Không muốn người ta đâu. Vô đây em. Vô đây em, chú em không phải anh là bùi lô, anh là chim bê này không cần hết máu rồi. Anh thật gai hồi máu, nhằm căng thẳng mọi người ơi, mình không có ép kim cương mọi người, hơi khó uống này. Mày tiêu rồi con, vô đây em trai, vô đây, tao ví được mày, tao trình độ két đi, nó hơi thú mày được. Thằng kia bây giờ không đi vào mày, bước vào đây em trai, vô đây lập co, lô, vô nó mất tô. Tôi anh đang mang kiếm cương, anh đang mang giáp sắt, kiếm sắt, anh đi ăn được mày. Thằng cầm hai kiếm như mày không bao giờ được tao đâu, tao một kiếm tao mạnh mẽ, ok. Vô đây, mày vô đây. Mày vào đây. Tao đuổi mày ra khỏi cổng địa ngục nè. Thì gì nó đó mà ở gần cổng địa ngục là mạnh lắm mọi người ơi. Nó mạnh lắm, mình không lại nó đâu. Mình đuổi ra cổng địa ngục. Đó, mày nó luôn như nước luôn. Tao cũng như nước, tao bật coi như nước luôn. Đó. Vô đây con. Vô đây, win rồi mọi người ơi. Yeah, thắng rồi. Ok, có gì nè mọi người ơi. Mình có cái gì nè, mình đang có một cái Reaper token mọi người ơi. Ồ, mình nghĩ cái này chính là cái đầu lâu mà ông nhà đang nói mọi người ơi. Ok, mình thắng nữa mọi người ơi. Đúng là khó khăn thiệt mọi người. Con nói trâu quá mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở về chỗ ông nhà đàn mọi người. Ok, hay ho, khá là hay ho nha. Để xem ông nhà đàn ông đưa mình là cái gì mọi người. Mình ăn miếng thịt gà chính á. Không cần phải ăn đâu. Ok, deal nào mọi người ơi. Ok. Trời ơi, không ngờ hả, không có kiếm kim cương, giáp kim cương chỉ giết được nó. Mà hồi giết khó mọi người, nó trâu quá mọi người, mình chịu không nổi quá. Đúng trâu luôn á mọi người. Khổ thiệt á. Ok, bây giờ để mình chuyển sang hả, đưa cho nhà đàn cái món đồ này. Vậy hay ho nha, sẽ được gì nha. Ông già làng ơi, ông già làng ơi, con cái đi đã lấy được cái đầu lâu nào mọi người ơi, con phải làm gì đó không, con lấy được rồi nè. Hay lắm con trai của ta, ta không ngờ rằng con sẽ giết được cái thằng đó, tại vì ta không đưa cho con gái kim cương hay kiếm cương gì hết á, mà ta con đã làm được, ta rất là biết ơn, con rất là hay đó, ta tự hào về con trai à. Trời ơi, cảm ơn ông già làng nha, con cũng vui lắm á, con trình độ ông già làng, trình độ hết á. Vậy con làm gì đó già làng ơi. Rồi bây giờ con hãy ấn phải người ta đi. Ok, được rồi, ấn phải người ông nha. Rồi mà sẽ lấy cái này, lấy là nó đưa hè nó đúng không nè, không có nữa ông ơi, con làm gì đó không. Rồi đó, bây giờ con hãy thay bộ giáp đi, hay bộ giáp ra, dứt vứt ra ngoài đi, và hãy dùng những bộ giáp ở bên trong cái gương này, hiểu chưa? Ok được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu
Mình sẽ bắt đầu mọi người, mình sẽ bắt đầu hả? Mặc bộ giáp ở trong guild này ra. Đây, bộ giáp này đây. Đấy, lấy giáp này ra. Hay ho nha, trời ơi, hai súng luôn nè. Nghe con này cầm hai súng mọi người, bộ giáp này cầm hai súng mọi người. Hay nha. Rồi rồi, để mình dục đi ra. Dục kia đi. Ok ok. Chest play nè, Reaper nè. Ôi tăng máu mọi người ơi. Được tăng máu rồi mọi người. Từ từ nha, để mình cầm súng rồi. Ô, ô ô. Như vậy nè mọi người ơi, mình đi mình cầm súng nè mọi người. Ồ, hay ho nha, coi mình cầm súng nè mọi người. Ồ, từ từ nó sẽ đeo cái đội nó vô mình cầm súng nè mọi người. Ồ, cầm hai súng nè mọi người ơi, mình sẽ bắn được nha. Ồ, hay nha, được luôn mọi người ơi. Bắn được hai súng luôn kìa. Hay nha. Ồ, hai hai hai. Good. Ok ok. Rồi bây giờ mình sẽ đào đội cái này vô mọi người. Đội vô. Để nhìn mình nè mọi người ơi. Mình chính là vị bộ xương cầm hai khẩu súng lục cực kỳ mạnh. Chị ra đi anh nè mọi người, đi anh đi, mình đi anh luôn nè mọi người. Giờ một xíu mình đi anh xem như có chữ E mọi người, chữ E là gì ta? E là mình như mình, E là như mình được không? E là mình. Trời ơi, E teleport mọi người ơi, mình teleport. Trời ơi, dữ nha, đỉnh nha, đỉnh nha giờ này ơi. Đỉnh nha giờ này. Ôi hình như mình phải tháo cái này ra mình mới đi nhẹ lên đây là được mọi người ơi. Ok ok. Ok thì cái này nhìn nó hơi nặng. Ok ok. Ông nhà lại ơi, hay em nhà hết này ghê nha nhà lại. Giờ ông nhà con này là có là để làm gì? Giờ con này con cặp này con đi chơi nha. Mình đi chơi đang khoe bạn này có mới được. Thằng chị đây chắc chắn bây giờ nó sẽ thua con thôi. Con cái này con bá đạo hết rồi. Ông hiểu không? Con đi khoe nha, ông nhà lại con đi khoe nha. Khoe gì mà khoe? Đứng lại đó. Người có biết hả là nhà ta vừa mất 6 viên kim cương không? Nên bây giờ ta muốn người đi cướp lại viên kim cương nó cho ta hiểu chưa? À, hóa ra là ông làm mất 64 viên kim cương, hèn chi con không được mặc giáp kim cương, không được mang kiếm kim cương để mà đi chiến đấu cái vậy. Hóa ra ông chế là cái này để ăn là đi chấm chấm làm ăn cướp. Thì ra cuối cùng ông bị hả thằng kỹ giữ cổng địa ngục hả ăn cướp luôn cái đầu ông của ông. Trời ơi chán ghê. Rồi ok ok, được đi cướp lại. Giờ nó nằm ở đâu? Con qua ăn cướp lại liền là con cô giáp này cực kỳ mạnh rồi, con chơi nó liền nè. Cứ đi về tiếp, cứ giờ đi thẳng rồi quẹo trái, quẹo trái hồi là tới à. Trời. Chỉ đường cái gì kỳ với ông nội, chỉ đường kiểu đó sao tôi biết được. Ông nhà làng chỉ đường gì kỳ lão à. Cứ nghe đi, quay lại đó, quay đầu lại đi thẳng ngoài trái là tới nơi là thấy nguyên đánh cướp luôn á. Rồi nguyên cướp lại, hãy cướp lại đóng số nhiên cứu đi. Rồi muốn làm gì làm mà cho nguyên hết số nhiên cứu đó. Rồi ông nói nha, ông nói đó nha. Con là hết là con xài gì con xài đó, con không chia là con không trả đâu nha. Rồi tôi biết rồi, đó là gì tội lỗi của ta mà, cho nên là ta cho người hết á. Rồi đi đi, lại đi. Tôi còn đi làm nhà nữa. Rồi ok ok, đứng đi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ các bạn mình phải đi hả gặp cái đám cướp kia để mình đi hả lấy lại 64 viên kim cương của nhà mình mọi người. Ok giờ mình sẽ thử giết những tên cướp này bằng cái bộ giáp mình mới có đây. Ok điều này là go mọi người. Giờ chúng ta sẽ đầu đi thẳng nè mọi người, đi thẳng nè đó, bắt cua ghê không? Rồi bắt cua không tới à mọi người, này xa quá bắt cua không tới. Ok ok, bắt cua ghê chưa đó, chùm tới lên mà mình á. Đùa mình chơi ngu lắm. Ok ông nhà này ông kêu mình là phải đi thẳng xong rồi mình sẽ quẹo trái. Nhưng mà không biết phải đúng con đường này không mọi người. Thì mình đang đi thẳng nè, mình đang đi thẳng rồi mình xin mình quẹo trái tới nè. Mình quẹo trái luôn cho chắc. Đó, mình coi thử xem như thế nào nè mọi người. Xem phải ở đây không nữa, mình đi thử nha. Hình như đúng rồi, mình nghe rồi mình có một cái tán cướp đang nó là lộng hành ở đây mọi người. Lộng hành cực kỳ ở đây luôn. Mà không biết có ở đây thật sự có phải có tán cướp đâu không nữa. Mình coi thử nha mọi người. Đi thôi nào, đi thôi à. Còn trước khi nha mọi người, trước khi mình giết đám cướp đó mình phải test thử cái bộ giá này để xem như thế nào đó. Xem mình giết thử mấy con gà mọi người. Thì giờ mình giết thử chú sáu gà xem như thế nào, xem chú sáu gà sẽ nói gì với mình. Giết chú sáu gà nha. Đây working. Chú sáu gà ơi. Bắn chú sáu gà nè. Chú sáu gà nè. Ui bắn hết cái luôn kìa. Element con gà. Ui chú sáu gà nè. Bắn hết cái luôn kìa. Chú sáu gà. Ok được nha, đỉnh cao nha mọi người. Được nha. Ok. Bây giờ mình phải đi rồi mọi người ơi. Như với cái này thì mình là ok, xíu là mình đi nhanh nè. Ok mọi người, đúng rồi mọi người. Nhìn các bạn ơi. Đây hình như là những tên cướp mọi người, đây là những tên cướp khét tiếng mọi người. Để mình dịch chuyển cho nó hết hồn nha mọi người. Dịch chuyển này là tôi sẽ hết hồn ngay lập tức. Rồi mình sẽ bắn tôi nó. Dịch chuyển nè, bắn nó bay nè. Bắn nó. Ô trời ơi. Ngu rồi. Bắn mày. Thằng gà cướp nè mày, xuống lục tao sòi cầm thọt lên cướp nè mày, lão hả em. Triple kill quá đỉnh luôn mọi người ơi. Quá đỉnh luôn chú sáu gà ơi. Chú sáu gà quá đỉnh mọi người ơi, quá bà đồ luôn mọi người. Được nha, giá này hơi bị ghê nha. Đúng rồi, chinh trị bọn cướp mọi người, cướp giờ lộng hành lắm. Chinh trị đánh này đều không thôi hả, làm ăn cướp kim cương nhà mình đó mọi người, không được đâu. Ok giờ mình đi nào. Ở đây vẫn còn hai tên cướp mọi người.
ok. Đây là đồng tán cướp luôn rồi, tán cướp nữa. Trời ơi, cướp đây, ở đây đông quá. Rồi, ok. Để mình đi với mình tên cướp này. Trebot, cho tôi họ sợ chơi. Chết rồi. Ok, giờ mình đi giết giết đám cướp này mọi người ơi. Ôi, như ở kia là tướng cướp mọi người ơi. Mọi người như tướng cướp á, nó cầm giác kim cương của mình, nó cầm kiếm kim cương kìa. À, có nghĩa là lần này nó đã ăn cắp kim cương của mình xong rồi, nó đã trả ra một cái kiếm kim cương mọi người. Lão thiệt chứ. Được rồi. Rồi đấy, mày tiếp rồi con. Mày tao sẽ giết hai đứa mày trước. Hết sọc gàng. Sọc bên tôi nè. Tiêu mày rồi con. Mày tiêu rồi con. Thằng kiếm cướp này, mày giả ăn cắp kiếm cương của tao. Bước vào đây, mày tiêu rồi, mày rất là mày tiêu rồi con, mày tiêu rồi. Đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt đó. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt vàng đó em ơi, chắc này mà tướng cướp hả em. Anh bắn cái đầu mày nè con. Đây, bước vào đây em ơi. Bước vào đây. Anh mày cầm shotgun nè. Tướng cướp chết ngay luôn mọi người ơi. Quá đỉnh cao luôn mọi người. Mà trước tiên á, nhưng mà sao tướng cướp này không rất là kim cương. Nó ăn cắp kim cương mà. Hay là nó chắc không nghĩ là đào kim cương để đâu rồi mọi người, để coi thử xem ở đâu mọi người. Cho anh dùng dịch chuyển mọi người, giờ anh sẽ dùng dịch chuyển đi dẫn tới, ơi có cái lỗ kìa, di chuyển tới, nè quá đỉnh cao luôn. Mọi người ơi, ở đây có một cái gương nè, ồ đúng rồi, hay quá cái gương này rồi mọi người ơi, trời ơi hay quá tuyệt vời luôn, cuối cùng lấy lại kim cương được mọi người ơi, quá tuyệt vời. Và ok thì mình đã coi mọi người đã coi video ngắn mình và mình kể đi đây thì nghĩ là video này hôm nay của mình xin tới đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu thích nếu như các bạn thích video này hãy để lại một lượt like và chưa cái kênh của mình đó nút đăng ký cho mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau và mình kể đi đây của bye bye. Yeah.